Chương 28, vào giáp viện. Vương cung. Tốt, tốt lắm, Nguyên Nhi thật không hổ là thánh long của Chu gia ta. Trên bàn ăn, Chu Kình mặt mày vui mừng đỏ ửng lên, trên gương mặt nghiêm nghị lúc này cũng khó mà che được vẻ vui mừng, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói: "Con không biết đấy chứ, Sở Thiên Dương còn tự mình chạy tới Vương cung để khen ngợi con ở trước mặt ta nữa." Hiển nhiên hắn cũng biết được biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi ở Đại Chu Phủ hôm nay. Tần Ngọc ngồi bên cạnh cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ vui mừng quá đổi, hai mắt rưng rưng. Chu Nguyên đang ăn cơm, đối mặt với lời khen ngợi của Chu Kình và Tần Ngọc. Hắn chỉ cười một cái, nói. Chỉ là một cuộc thi mà thôi, kỳ thi phủ cuối năm mới quan trọng. Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, vui mừng nói. Thắng mà không kêu, cực khổ mà mấy năm nay tiểu tử con gặp phải xem ra cũng không phải uổng công. Còn kỳ thi phủ cuối năm đúng là rất quan trọng. Chu Kình chậm rãi nói. Tề vương ngấp nghé đại chu phủ, mưu đồ bao lâu nay, nếu như năm nay mà lại bị bọn họ giành được hạng nhất thi phủ nữa thì e là bọn họ sẽ bắt đầu làm khó dễ ngay. Trong mắt Chu Kình lóe lên hàng quang, rõ ràng cũng cực kỳ căm hận tề vương kia. Nhưng tên tề nhạc kia bây giờ đã mở được sáu mạch kỳ thi phủ cuối năm nay hắn có thể sẽ mạnh hơn nữa, Chu Nguyên bắt đầu chậm hơn hắn rất nhiều. Tần Ngọc nhìn Chu Nguyên với vẻ đau lòng, chần chừ cất tiếng. Muốn kéo ngắn được khoảng cách kia thì hiển nhiên Chu Nguyên phải cố gắng rất nhiều. Chu Nguyên lại có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ quay sang cười trấn an Tần Ngọc. Phụ vương và mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện đâu. Hắn khi xưa vì không cách nào khai mạch cho nên chỉ có thể trốn trong cánh chim của phụ vương, nhưng bây giờ hắn đã có thể khai mạch tu hành, đương nhiên phải dốc toàn lực gánh vác chút áp lực cùng phụ vương. Bởi vì hắn biết rõ tình hình của đại chu bọn họ hôm nay có nhiều nguy cơ rình rập cỡ nào. Nhìn thấy Chu Nguyên hiểu chuyện cỡ này, Chu Kình và Tần Ngọc đều cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn nữa là tự trách lẫn đau lòng, nếu như năm đó bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu của Vũ Vương sớm hơn thì sẽ không khiến cho đại chu rơi rơi vào hoàn cảnh thế này mà Chu Nguyên cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều áp lực như thế ở độ tuổi này. Chu Nguyên cũng cảm giác cảm xúc của Chu Kình và Tần Ngọc có phần xa xúc, bèn vội vàng nói lãng sang chuyện khác. Lần này con có thể giành được thắng lợi cũng là nhờ có yêu yêu tỷ chỉ điểm cho. Yêu yêu đang ôm thôn thôn ngồi ở đối diện im lặng ăn cơm nghe Chu Nguyên nói thế thì hơi ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên một cái, giống như đang bất mãn hắn dám kéo chuyện lên người cô. Chu Kình nghe thấy thế thì gật đầu, cười nói. Nói ra thì yêu yêu cô nương đúng là quý nhân của chúng ta, đến, ta mời cô một ly. Hắn vừa nói xong thì Tần Ngọc đã liếc hắn một cái, theo như nàng thấy thì yêu yêu cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên mà thôi, Chu Kình làm như thế thật đúng là dạy hư trẻ con mà. Bất quá nàng còn chưa kịp nói gì, yêu yêu vốn đang im lặng đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, giơ tay bưng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vô cùng hào sản. Chu Kình cũng ngây ra, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của tần ngọc ném qua thì xấu hổ gượng cười vội vàng uống cạn rượu trong chén chỉ là không dám nhắc tới chuyện kính rượu nữa tề vương phủ trong một gian thư phòng bên trong ngọn đèn đang thiêu đốt hỏa thạch phát ra ánh sáng mờ ảo ở sau chiếc bàn một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn ở đó hắn liếc nhìn thư tịch ánh mắt hờ hững trên chân mày có một cổ khí tức lạnh lẽo phát ra cảm giác áp bách như có như không khiến cho người ta không dám xem thường tề nhạc đang khoanh tay mà đứng trước bàn của hắn vẻ mặt vô cùng cung kính con nói tên phế điện kia bây giờ đã có thể khai mạch tu hành rồi sao im lặng hồi lâu nam tử trung niên mặt hoàng bào kia rút cuộc dời mắt khỏi thư tịch thản nhiên hỏi đúng vậy thưa phụ vương hắn dùng thực lực hai mạch của mình để đánh bại người đã mở được bốn mạch là lâm phong tề nhạc lập tức trả lời nam tử trung niên mặt hoàng bào kia hiển nhiên chính là tề vương của đại chu tề uyên tề vương khẽ nheo hai mắt lại âm lãnh sắc bén như một con độc xà chậm rãi nói thật không hổ là người từng sở hữu thánh long khí vận đã bị phá hủy thành như thế rồi mà vẫn có thể vực dậy mạng của hắn đứng là cứng thật trong mắt tề nhạc lóe lên sát ý nói phụ vương có cần truyền tin tức này lại cho đại vũ hay không Tề Vương trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói. Đại Vũ lúc này đang tranh đấu với hai đại vương triều khác, còn lòng dạ nào đâu mà để ý đến một đại chu chỉ còn phần chờ chết, còn tên phế điện kia thì thánh long khí vận của hắn đã bị phế, lại còn bị khí vận phản vệ trúng phải oán long độc, có muốn khôi phục cũng không dễ như vậy đâu, nói không chừng bây giờ chỉ là hồi quan phản chiếu mà thôi. Tề Nhạc nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Năm đó Chu Nguyên bị phế hoàn toàn, quả thật khó mà vượt dậy được. Hơn nữa, dù hắn thật sự có thể vượt dậy được thì sao, chẳng lẽ Tề Uyên ta lại sợ một tên tiểu tử mới lớn à? Tề Uyên cười lạnh một tiếng, nói: "Ta chuẩn bị bao năm, bây giờ ngay cả Chu Kình cũng không dám làm gì ta, chẳng lẽ tên tiểu tử mới mở được hai mạch lại có thể xoay chuyển thế cục hay sao? Nếu như chỉ một tên phế điện thôi mà phải thông báo cho đại vũ thì sẽ khiến cho bọn họ xem thường." Tương lai dù chúng ta cướp được Đại Chu thì e là cũng sẽ bị bọn họ cướp mất." Tề Uyên đặt quyển thư tịch trong tay lên bàn, nói: "Chỉ cần cuối năm nay Ức viện giành được hạng nhất thi phủ thì Đại Chu phủ sẽ thành vật trong tay ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, kỳ thi phủ cuối năm này, con nhất định phải giành được thắng lợi." Nhìn thấy Tề Uyên nhìn mình, Tề Nhạc gật đầu không chút do dự, nói với vẻ tự tin: "Phụ vương cứ yên tâm, kỳ thi phủ cuối năm này, ở Đại Chu Phủ, không ai có thể đối đầu với con. Còn tên Chu Nguyên kia, nếu như hắn không biết điều thì tới lúc đó con sẽ phế hắn đi, xem hắn còn có thể đứng dậy được nữa không? Nói tới đây, khóe miệng của tề nhạc nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì Chu Nguyên đã tiếp tục luyện tập 89 thức đoán long hí không chút ngơi nghỉ, sau đó lại hoàn thành việc trùng mạch mỗi ngày sau khi làm xong hết mấy việc này thì hắn lại tắm rửa sạch sẽ ra khỏi vương cung đi tới đại chu phủ hôm nay đã vào giáp viện rồi hắn không thể thường xuyên trốn khóa như trước nữa đại chu phủ giáp viện bên trong giáo viện rộng rãi có mười mấy thân ảnh đang tụ tập cùng nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt khi chu nguyên tô ấu vi và một vị tân sinh khác vừa mới bước vào thì mười mấy cặp mắt trong nội viện lập tức phóng tới trong ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn chờ mong. Bị người ta nhìn chầm chầm như thế, ba người Chu Nguyên đều giật mình. Đang lúc bọn họ kinh ngạc ngẩn người thì có hai đạo thân ảnh đi tới từ bên trong giáo viện, một nam một nữ, thiếu niên có dáng người cường tráng, làn da ngâm đen, gương mặt có phần tục tằn lại nghe răng cười tươi, trông có vẻ thật thà phúc hậu. Thiếu nữ thì có phần xinh đẹp, tuy rằng kém tô ấu vi, nhưng đôi chân ngọc thon dài kia vẫn khiến người ta chú ý, ha ha hoan nghênh ba vị ta là dương tái viện thủ giáp viện thiếu niên gia ngâm thật thà phúc hậu kia cười nói với ba người chu nguyên ta là tống thu thủy thiếu nữ xinh đẹp nọ cũng chớp mắt cười nói với ba người ngày hôm qua nghe nói chu nguyên điện hạ các ngươi chọn vào giáp viện cho nên hôm nay tất cả chúng ta đều ra đây chờ cô nhìn về phía tô ấu vi cười nói đương nhiên mấy tên này chờ mong đệ nhất mỹ nữ của đại chu phủ chúng ta nhiều hơn Nghe thấy cô trêu chọc như thế, mặt tô ấu vi đỏ lựng lên, bộ dạng tuyệt mỹ khiến cho không ít thiếu niên trong giáo viện đều mở to mắt nhìn chằm chằm. Dương Niên cũng cười, nhìn Chu Nguyên nói. Bữa nay biểu hiện của Chu Nguyên Điện Hạ ở kỳ thi hôm qua đã truyền ra khắp Đại Chu Phủ rồi. Có các ngươi gia nhập giáp viện này chắc chắn có thể khiến cho thanh thế của giáp viện chúng ta mạnh hơn không ít. Chu Nguyên chấp tay cười nói. Ở đây thì đừng điện hạ gì cả, cứ gọi ta là Chu Nguyên thì được rồi. Dương Tái thấy Chu Nguyên bình hòa như thế thì khá kinh ngạc, chợt cười lớn gật đầu, nói. Nếu Điện Hạ đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa làm gì. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, nhanh chóng làm quen hết học viên trong giáp viện. Một số học viên cũ trong giáp viên cũng đều là thiếu niên, tốt bụng nhiệt tình, nên cũng chẳng có chuyện ra oai phủ đầu gì hết. Sau khi làm quen với nhau xong thì nhanh chóng làm thân. Lúc này Chu Nguyên mới biết rõ, Dương Tái chính là người đứng đầu của giáp viện, cho nên được bầu làm viện thủ của giáp viện, đã mở được năm mạch, còn Tống Thu Thủy thì yếu hơn một chút, nhưng cũng đã mở được năm mạch. Thực lực cỡ này đúng là không thể sánh bằng tề nhạc, chẳng trách sở thiên dương lại lo lắng về kỳ thi phủ cuối năm đến thế. Đang lúc mọi người làm quen với nhau thì sở thiên dương cũng đi vào trong giáo đường, ho nhẹ một tiếng, mấy thiếu niên thiếu nữ đang xôn xao cười nói đều vội vàng nín bạc, cung kính nói chào viện trưởng. Sở Thiên Dương gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, giáp viện chúng ta sẽ có thêm ba người, các ngươi chắc là đã làm quen với nhau rồi chứ. Mọi người đều gật đầu trả lời. Tốt lắm, kể từ hôm nay, phần huấn luyện của các ngươi sẽ bị tăng lên gấp đôi. Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì lập tức dẫn tới vô số tiếng kêu khổ than thở. Sở Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, Quát to kỳ thi phủ cuối năm đã sắp đến rồi các ngươi còn không chịu chăm chỉ tu hành nếu như tới cuối năm mà các ngươi còn không có ai đạt được tới sáu mạch thì căn bản không có tư cách để đi ganh đua với người ta tới lúc đó giáp viện lại trở thành ất viện xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa hay không rất nhiều thiếu niên nghe hắn quát như thế thì đều lộ ra vẻ xấu hổ vội vàng cúi đầu dương tái và tống thu thủy có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng Bất viện bây giờ mạnh như thế, bọn họ cũng đã dốc hết sức để đuổi theo rồi, nhưng tên tề nhạc kia thật sự rất lợi hại, cứ mãi đè chặt bọn họ không ngóc lên nổi. Nhìn thấy mọi người không dám nói gì nữa, lúc này sắc mặt của Sở Thiên Dương mới dịu xuống, nói: "Mọi người chuẩn bị đi, hôm nay Thác Ngọc Linh sẽ mở ra. Các ngươi chớ có chậm trễ." Hắn vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong giáo viện đều sáng bừng lên, gương mặt tràn ngập vẻ hớn hở chờ mong. Thác Ngọc Linh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng cũng rụt rịch, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú lẫn tò mò. Hắn đã sớm nghe Phụ Vương nói tới, ở trong đại chu phủ này có một bảo địa tu luyện, mà bảo địa đó, đúng là Thác Ngọc Linh mà Sở Thiên Dương vừa mới nói. Đồng thời đây cũng là một trong những lý do chính vì sao sau khi được vào giáp viện thì Chu Nguyên không muốn bỏ khóa nữa. Chương 29, Thác Ngọc Linh Ngọn núi phía sau đại chu phủ, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, có một thác nước đổ xuống như ngân hà, thanh âm ầm ầm vang vọng thắp núi rừng, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và tất cả học viên giáp viện khác đều đứng ở dưới chân thác, nơi này có một cái hồ lớn khổng lồ, nước trong hồ trong veo như gương. Đây chính là thác Ngọc Linh sao? Tô Ấu Vi nhìn thác nước hùng vĩ kia, gương mặt đầy vẻ tò mò, rõ ràng cũng đã sớm nghe nói tới thác Ngọc Linh này rồi. Tống Thu Thủy đứng bên cạnh gật đầu, cười hì hì nói. Đây đúng là Thác Ngọc Linh, bảo địa tu luyện của Đại Chu Phủ chúng ta, nghe nói ở trên đỉnh của thác nước kia có một mảnh tử linh ngọc tủy. Mỗi khi nước chảy ngang qua nó thì đều mang theo một tia ngọc tủy khí cực kỳ ôn nhuận, khi dòng nước đổ xuống mang theo lục trùng kích cực mạnh đổ ập xuống trên thân thể thì ngọc tủy khí này cũng sẽ bị lực trùng kích này đánh nhập vào trong thân thể, có thể trợ giúp chúng ta trùng khai đại mạch. Đương nhiên, Điều quan trọng nhất chính là bởi vì Ngọc Tủy chi khí cực kỳ ôn nhuận, cho nên sẽ không gây tổn thương cho kinh mạch, nên dù mỗi ngày đạt đến cực hạn trùng mạch thì vẫn có thể mượn nhờ Thác Ngọc Linh này để tu luyện trùng mạch. Tô Ấu Vi nghe thấy thế trong mắt lập tức sáng rỡ. Bởi vì sức thừa nhận của kinh mạch là có hạn, cho nên số lần trùng mạch của người ta trong một ngày cũng có hạn chế nhưng thác ngọc linh này lại có thể tiếp tục hỗ trợ người ta tiếp tục trùng mạch mà không sợ kinh mạch bị hao tổn dù sức thừa nhận của kinh mạch đã đạt tới giới hạn chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để thấy rõ giá trị của thác ngọc linh rồi chu nguyên cũng mỉm cười gật đầu đây cũng chính là lý do hắn coi trọng thác ngọc linh này mỗi ngày sau khi hắn hoàn thành số lần trùng mạch xong thì sức thừa nhận của kinh mạch đều sẽ đạt đến cực hạn nhưng nếu như nhờ vào thác ngọc linh này thì hắn lại có thể tiếp tục trùng mạch điều này sẽ giúp đẩy nhanh hiệu suất tu luyện của hắn hơn. Bất quá tử linh ngọc tủy kia cần hấp thụ nguyên khí trong thiên địa mới có thể tạo ra ngọc tủy khí liên tục được, cho nên phải hai ngày thì thác ngọc linh mới có thể mở ra một lần. Dương tái quay sang chỗ chu nguyên và tô ấu vi cười hắc hắc nói. Vận khí của các ngươi cũng không tệ, vừa mới vào giáp viện đã được gặp rồi. Chu Nguyên nhìn qua thác nước ẩn ẩn mang theo một tia tự ý, suy ngẫm một lúc rồi nói. Thác Ngọc Linh này phân chia thế nào? Thác Ngọc Linh chỉ có một cái, nhưng Đại Chu phủ có tổng cộng 5 viện, cộng lại có đến mấy trăm học viên. Rõ ràng không thể nào vào Thác Ngọc Linh tu luyện cùng một lúc được, cho nên nhất định phải chia ra. Thác Ngọc Linh sẽ mở ra 8 canh giờ, dựa theo quy định cũ thì giáp viện chúng ta được chia 3 canh giờ, ất viện 2 canh giờ, 3 viện còn lại mỗi nơi 1 giờ, bởi vì chúng ta là giáp viện cho nên dù là thời gian hay thời điểm đều được chia phần tốt nhất. Dương Tái nói. Chu Nguyên chợt hiểu ra rồi khẽ gật đầu, sau đó tặc lưỡi nói. Tự nhiên chỉ có ba canh giờ mà thôi. Dương Tái cười ha hả, nói. Ba canh giờ đã là nhiều lắm rồi, hơn nữa chưa chắc có thể kiên trì được lâu như thế. Hửng. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Dương Tái cười, cũng không nói nhiều hơn, chỉ nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị vào phòng, minh khắc nguyên văn. Sở Thiên Dương đứng phía trước vỗ tay lớn tiếng cắt đứng tiếng chuyện trò của mọi người, chỉ vào hai căn nhà gỗ ở cạnh hồ không xa. Còn phải minh khắc nguyên văn sao? Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì đều ngây ra. Đúng vậy, mỗi lần tới thác ngọc linh tu luyện thì đại chu phủ đều phái ra một giáo sư tinh thông nguyên văn để minh khắc một đạo tụ nguyên văn trên người mỗi học viên đây là nguyên văn nhất phẩm có thể khiến cho thân thể hấp thu được nhiều ngọc tủy chi khí bên trong thác nước hơn tống thu thủy giải thích bọn họ vừa nói chuyện thì vừa đi đến trước gian nhà gỗ kia nhà gỗ có hai căn chia ra nam nữ riêng biệt mọi người xếp hàng đi vào bất quá đám học viên nam bên này xếp hàng nhưng thi thoảng lại lén lút liếc mắt nhìn về phía chỗ gian nhà của nữ bên kia. Rất nhanh liền tới phiên Chu Nguyên, sau khi đi vào bên trong thì có một vị giáo sư tay cầm bút nguyên văn phất tay với hắn, ý bảo hắn cởi áo, nằm lên giường, sau đó đặt bút xuống, dần dần khắc họa ra một đạo nguyên văn trên lưng Chu Nguyên. Khi hoàn thành nét bút sau cùng thì trên lưng của Chu Nguyên lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó lại biến mất nhưng khi Nguyên Văn thành hình thì Chu Nguyên ẩn ẩn cảm giác được dường như hắn đã trở nên mẫn cảm với nguyên khí thiên địa ở xung quanh hơn rất nhiều. Tụ Nguyên Văn này có hiệu quả không khác gì so với tụ Nguyên Ngục, chỉ là thời gian không kéo dài được lâu. Chu Nguyên mặc quần áo vào, quay sang hành lễ với vị giáo sư kia xong thì đi ra ngoài. Nói đến tụ Nguyên Ngọc, Chu Nguyên nhìn khối ngọc bội mắt lạnh đang đeo trên cổ, từ khi tô ấu vi biết được hắn đã có thể khai mạch tu hành xong thì cứ nhất định phải trả nó lại cho chu nguyên khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao cho phải nhưng vì biết tính tình của tô ấu vi rất quật cường cho nên chu nguyên cũng chỉ đành nghe theo ra khỏi nhà gỗ thì đúng lúc tô ấu vi cũng vừa mới đi ra chu nguyên bước lên lén đi theo sau lưng cô ánh mắt nhìn vào bên trong cổ áo ẩn ẩn có thể thay được chút quan văn nhàn nhạt. nhìn bậy cái gì đó phát hiện tầm mắt của hắn gương mặt của tô ấu vi đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn một cái chu nguyên cười cười nhìn thoáng qua mấy nữ hài lục tục đi ra khỏi nhà gỗ nhìn không được hỏi bên chỗ các ngươi sẽ không phải là nam giáo sư đấy chứ nếu như là thế thì sẽ lỗ to đấy tô ấu vi xấu hổ đạp cho chu nguyên một cước cắn răng nói ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó đương nhiên là nữ rồi muốn khắc họa nguyên văn lên người thì cần phải cởi hết quần áo ra nếu như để nam giáo sư làm thì kỳ cực quá chu nguyên cười khang một tiếng lúc hai người bọn họ nói chuyện thì tất cả học viên đều đã tập trung lại sở thiên dương quét mắt nhìn qua sau đó xoay người dẫn mọi người đi về phía thác nước ầm 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 thác nước khổng lồ như một con thủy long nhào xuống nước đổ ầm ầm xuống hồ nước khiến bọt nước văng lên tung tóe hơi nước bay lên khắp nơi sở thiên dương lấy một cây nhang lớn ra đốt lên cắm vào khe đá ở bên cạnh sau đó nhìn về phía mọi người với vẻ mặt nghiêm túc nói chuẩn bị bắt đầu đi thôi các ngươi chỉ có ba canh giờ hy vọng các ngươi đừng lãng phí cơ hội tốt thế này nói xong hắn lại nhìn về phía chu nguyên tô ấu vi và tân sinh còn lại nói các ngươi tạm thời đứng xem trước đã ba người chu nguyên đều gật đầu nhìn về phía mấy người dương tái và tống thu thủy lúc này ánh mắt của họ nhìn về phía thác ngọc linh có chút trông mong lại có phần sợ hãi cuối cùng hít sâu một hơi sau đó cắn răng xông vào đài tu luyện nằm ở giữa thác nước ầm ầm thác nước không ngừng trút nước xuông ào ào mấy người dương tái vừa mới xông vào bên trong thác nước thì hai chân dùng sức bám lấy nham thạch để mặt nước chảy trút xuống thác nước khổng lồ như thế lực trùng kích của dòng nước cũng cực kỳ khổng lồ cho nên dù mấy người dương tái đã cố gắng hết sức nhưng thân thể của họ vẫn rung lên như cũ. Bọn họ cắn chặt hàm răng, lực đạo do nước đổ trút xuống đánh lên thân thể của bọn họ vô cùng nặng nề, khiến cho gương mặt của bọn họ cũng trở nên vặn vẹo. Nguyên văn sau lưng phát ra quang mang nhàn nhạt, ẩn ẩn tựa như có một tia khí màu tím thẩm thấu vào trong thân thể của bọn họ qua từng đợt trùng kích của thác đổ. Oanh! Phần đông học viên giữ nguyên được chừng 10 phút dưới dòng thác đổ, sau đó bắt đầu có người không thể chịu nổi, rốt cuộc hét thảm một tiếng, lục tục bị đánh trôi xuống hồ nước bên dưới. Dương Tái và Tống Thu Thủy kiên trì được lâu nhất, nhưng cũng chỉ hơn 20 phút đồng hồ thì cũng bị rơi vào trong hồ nước. Khi bọn họ chui ra từ trong hồ nước thì da thịt toàn thân đều ửng xanh như bị đánh rất mạnh. Bộ dạng nghe răng trợn mắt vô cùng chật vật, rõ ràng toàn thân đang đau đớn kịch liệt. Đến lúc này Chu Nguyên mới hiểu được vì sao mấy người bọn họ lại vừa yêu vừa hận Thác Ngọc Linh như thế, Tuy rằng ngọc tủy chi khí ở nơi này có thể trợ giúp cho việc khai mạch, nhưng mỗi lần bọn họ đều bị dòng thác đổ cực mạnh đánh cho bầm dập toàn thân, giống như bị người ta hành hung một trận dữ dội. Tiếp theo ba người các ngươi đi thử đi. Sở Thiên Dương quay sang ba người Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nói. Hắc hắc, cố gắng lên nhé, lần đầu tiên đều sẽ nhanh lắm. Dương Tái quay sang cười hắc hắc rồi nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đưa mắt nhìn nhau, cùng bước lên phía trước, bọn họ đứng bên cạnh thác nước, nhìn vào lượng nước khổng lồ đổ ầm ầm xuống, rốt cuộc cắn răng một cái, nhấc chân bước vào trong. Ngay khi vừa bước vào trong thác nước thì làn da của Chu Nguyên lập tức căng cứng, bàn chân giống như một thân đại thụ vương rễ cắm chặt xuống mặt đất, hắn cũng cảm giác được một cổ cự lực đang đổ ập xuống từ thác nước bên trên, bao trùm lấy toàn thân của hắn. Đau quá! Dòng nước trắng xóa đổ ập xuống, Chu Nguyên lập tức hít sâu một hơi, lực đạo này thật sự quá hung hãn. Thiếu chút nữa đã đánh bay hắn văng xuống hồ rồi. Bất quá trong quá trình dòng nước đổ ập xuống thì Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được tụ nguyên văn sau lưng phát ra một cổ hấp lực, một cổ khí lưu cực kỳ mát mẻ lập tức ngấm vào bên trong thân thể của hắn. Cổ khí tức mát lạnh kia vừa mới xuất hiện thì khiến cơn đau đớn trên người Chu Nguyên bớt đi phần nào. Đây là ngọc tủy chi khí sao? Trong lòng Chu Nguyên chợt động, trong khoảng khắc đó hắn thật sự cảm ứng được đệ tam mạch trong cơ thể đã thả lỏng được đôi chút phát hiện sự biến hóa này tinh thần của chu nguyên lập tức chấn động cắn răng tiếp tục đón nhận cổ lực trùng trích khổng lồ kia sau đó tham lam hấp thu từng tia ngọc tủy chi khí ở bên trong đó a à, trong lúc chu nguyên đang cắn răng kiên trì thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết là vị tân sinh còn lại không chịu nổi cho nên bị dòng nước khổng lồ đánh rơi vào hồ chu nguyên dừng dư quan khóe mắt nhìn qua bên cạnh không xa có thể thấy loáng thoáng bóng dáng xinh đẹp của tô ấu vi lung lay sắp đổ trong dòng thác mãnh liệt nhưng vẫn đang cố gắng kiên trì ngọc tủy chi khí này quả nhiên rất hữu hiệu tiếc là có phần mỏng manh chu nguyên thầm nghĩ trong lòng nếu như lượng ngọc tủy chi khí hấp thu được mạnh hơn một chút thì mới có thể đủ để hóa giải hoàn toàn cơn đau đớn do thác nước khổng lồ đổ trút xuống mang đến nếu vậy thì có thể kiên trì được lâu hơn nữa nhưng thác ngọc linh này rộng lớn như thế bên trong dòng nước đổ ập xuống người cùng lắm chỉ có thể ấn chứa vài tia ngọc tủy chi khí mỏng manh nếu muốn nhiều hơn nữa e là không thể nào nghĩ như thế chu nguyên không khỏi lắc đầu nhưng trong lòng hắn chật động có lẽ học viên khác không cảm thụ được ngọc tủy chi khí nhưng hắn thì chưa chắc bởi vì thần hồn của hắn đã bước chân vào hư cảnh sơ kỳ bàn về lực cảm giác thì e là trong số những người khai mạch cảnh không ai có thể mạnh hơn hắn thử xem sao chu nguyên không do dự nữa khép hờ hai mắt thần hồn ở giữa mi tâm đột nhiên rục rịch cảm giác được mở rộng tiếng nước ầm ầm cũng trở nên yên tĩnh hơn mà ở bên trong dòng thác đổ trút xuống không ngừng này chu nguyên có thể cảm ứng được rõ ràng có từng tia khí lưu màu tím men theo dòng nước đổ xuống quả nhiên có thể cảm ứng được ngọc tủy chi khí trong lòng chu nguyên mừng rơn sau đó tâm niệm vừa động thôi động thần hồn ở mi tâm chỉ thấy nơi đó có dị quan lóe lên. Loáng thoáng giống như có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, đạo hư ảnh kia chính là thần hồn của Chu Nguyên. Bên trong hư ảnh thần hồn phát ra một cổ hấp lực, cổ hấp lực này cũng không mạnh, nhưng lại như có linh tính, chỉ hướng về những tia khí lưu màu tím kia. Trong lúc Chu Nguyên đang thôi động thần hồn hấp thu khí lưu màu tím thì bên trong thác nước kia, dòng thác đổ mạnh mẽ không ngừng đổ ập lên người hắn, bất giác cũng xuất hiện ánh sáng màu tím nhàn nhạt đồng thời không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn đôi mắt vốn đang khép hờ của chu nguyên lúc này chợt mở to trong mắt tràn ngập vẻ kích động mừng rỡ bởi vì hắn phát hiện ra trong nháy mắt khi nảy ngọc tủy chi khí chui vào trong cơ thể của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần thật sự hữu dụng cảm thụ được đệ tam mạch trong cơ thể lại thả lỏng hơn chu nguyên nhịn không được mà kích động đến mức nhảy dựng lên ầm bất quá bởi vì nhảy lên một cú, hai chân vừa rời khỏi mặt đất, thác nước đổ xuống ầm ầm, Chu Nguyên hét thảm một tiếng, rớt cái đùng vào trong hồ nước. Chương 30, mở đệ tam mạch. Ào. Chu Nguyên mặt mũi hưng phấn ngoi lên khỏi hồ nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía thác Ngọc Linh với vẻ nóng rực. Hắn thật không ngờ vận dụng lực lượng của thần hồn cư nhiên thật sự có thể hấp thu được hết ngọc tủy chi khí ở bên cạnh lại, người khác thì chỉ có thể bị động hấp thu ngọc tủy chi khí từ trong dòng nước đổ xuống nhưng hắn lại có thể chủ động hấp thu hơn nữa phạm vi lại còn khá rộng chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết cứ tiếp tục theo cái đà này thì chắc không đến vài ngày ta sẽ có thể đã thông được đệ tam mạch rồi theo như chu nguyên đoán chừng thì có lẽ hắn sẽ cần chừng nửa tháng mới có thể đã khai được đệ tam mạch nhưng trước mắt thì có thể rút ngắn thời gian lại chừng một nửa vậy có thể thấy được công hiệu của thác ngọc linh này mạnh bao nhiêu. Đây chính là chỗ tốt của thần hồn hư cảnh. Chu Nguyên nhịn không được mà cảm thán một tiếng, những học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, cho nên thần hồn không thể nào mạnh mẽ được như hắn, đương nhiên cũng không thể nào cảm ứng được ngọc tủy chi khí để mà hấp thu. Phù phù. Trong lúc Chu Nguyên đang mãi cảm thán thì cũng có một đạo thân ảnh bị rơi vào trong nước sát bên hắn. Sau đó nhô đầu lên, đúng là tô ấu vi, lúc này gương mặt cô trắng bệt, trên cổ tay trắng nõn nà đều bị vô số vết bầm xanh tím phủ kín. Ánh mắt của Chu Nguyên lại quét xuống tí nữa, sau đó thì thiếu chút nữa không dời mắt ra được, hình như mũi cũng nóng lên. Bởi vì bị rơi xuống nước, cho nên quần áo của tô ấu vi đều bị ướt đẫm, dán sát lên thân thể mềm mại của cô, nhất thời càng làm nổi bật những đường công xinh đẹp lung linh hấp dẫn kia, loáng thoáng thấy được làn da trắng nõn nà ở bên trong. Trào! bất quá còn không đợi chu nguyên kịp xem kỹ thì đã có sóng nước ập lên mặt hắn hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mặt mũi tô ấu vi đỏ bừng tức giận trừng mắt nhìn hắn chu nguyên cười khang một tiếng tô ấu vi nghiến răng ken két cái người này những lúc có thể chiếm tiện nghi thì hắn không bỏ sót chút nào nếu như là người khác thì lúc này e là cô đã sớm thưởng cho vài bạc tay rồi bất quá bởi vì người nọ là chu nguyên cho nên cô không hề cảm thấy chán kết gì cả chỉ thấy tức giận lẫn xấu hổ mà thôi. Lưu manh. Tô ấu vi đưa tay hất mạnh, tạt nước văng lên đầu Chu Nguyên, còn cổ chỉ mượn lực né tránh, thân thể lướt nhẹ một cái đã lách mình nhảy lên bên cạnh hồ nước. Đồng thời trên người có nguyên khí quang lưu quấn quanh, nhanh chóng khiến hơi nước dính ướt trên người bốc hơi khô ráo. Chu Nguyên ngâm mình trong hồ nước ướt nhẹp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhảy lên bờ. Khá lắm, khi người các ngươi đều kiên trì được chừng 10 phút, Thân là người lần đầu tiên thử quy lực của Thác Ngọc Linh, được như thế đã là giỏi lắm rồi." Sở Thiên Dương nhìn hai người bọn họ, trong mắt phát ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói. "Lúc trước, ngoại trừ Dương Tái và Tống Thu thủy ra thì thời gian mà rất nhiều học viên của giáp viện kiên trì được ước chừng cỡ 10 phút đồng hồ. Cho nên thân là tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc với Thác Ngọc Linh, biểu hiện của Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đã xem như không tệ rồi." Dương Tái Tống Thu Thủy và một số học viên cũ đứng bên cạnh thấy thế thì cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ chầm chầm. Thật ra Tô Ấu Vi có biểu hiện tốt như thế thì bọn họ cũng không thấy kinh ngạc gì lắm. Dù sao thì cô cũng là người đã mở được bốn mạch, nhưng Chu Nguyên thì lại khác. Hắn chỉ mới mở được có hai mạch, nhưng khả năng chịu đựng thế này quả thật không hề yếu hơn so với bốn mạch. Ha ha, nếu như chút thời gian ấy mà cũng có thể xem là khá thì thật là lãng phí thác ngọc linh này quá đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng cười nhạo chế dẻo vang lên khiến cho giáp viên bên này im bặt sau đó trợn mắt tức tối nhìn về nơi phát ra thanh âm kia bất quá lúc bọn họ nhìn thấy rõ kẻ nói chuyện là ai thì ánh mắt chật khựng lại chu nguyên nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy ở cách đó không xa có một đám người đang đứng cũng không biết bọn họ đến từ khi nào kẻ đứng đầu trong số đó lại là tề nhạc hắn chắp tay đứng đó bộ dạng vô cùng anh tuấn khí vũ hiên ngang, ở bên cạnh hắn là liễu khê kiểu diễm hơn người, lúc này cô ta đang nhìn mọi người bên giáp viện với vẻ khinh khỉnh. Mà người vừa lên tiếng nói chuyện chính là cô ta. Những học viên khác của ất viện cũng lộ ra vẻ dẻo cực trắng trợn, như thể cực kỳ xem thường học viên của giáp viện. Là người của ất viện. Dương tái cố gắng dằn cơn giận, những người khác cũng vô cùng tức tối, lũ ất viện này đúng là kinh người quá đáng. Trong lúc bọn họ tu luyện mà cũng dám tới đây khoa tay múa chân. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng trở nên lạnh lùng, liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, thản nhiên hỏi: "Xin hỏi lần đầu tiên ngươi vào Thác Ngọc Linh thì kiên trì được bao lâu?" Vẻ mặt của Liễu Khê trở nên cứng ngắc. Tức giận không thèm nói. Tề nhạc tự tiếu phi tiếu. Chu Nguyên điện hạ cần gì phải chấp nhặt với nữ hài tử làm gì, lần đầu tiên Liễu Khê kiên trì được bao lâu thì ta không nhớ rõ lắm nhưng ta nhớ rõ lần đầu tiên ta kiên trì được 30 phút. Mặc dù biết rõ tên tề nhạc này cố ý đến để đã kích, nhưng mấy người học viên bên giáp viện như Dương Tái và Tống Thu Thủy đều nhịn không được mà cứng họng không nói được gì, có phần quể oải. lần đầu tiên của người ta đã có thể kiên trì được 30 phút, còn bọn họ thì sao? Tới bây giờ chỉ có thể cố gắng được hơn 20 phút. Ất viện có tên biến thái như tề nhạc, giáp viện bọn họ còn cơ hội để xoay người nữa sao? nhất thời sĩ khí của giáp viện bên này bị hạ thấp rất nhiều các ngươi còn muốn tu hành nữa hay không đúng lúc này sở thiên dương đứng bên cạnh đột nhiên nghiêm giọng quát lớn sau đó nhìn về phía đám người tề nhạc mặt mày đanh lại nếu như còn chưa tới phiên ất viện thì đừng có mà đến đây quấy nhiễu người khác tu luyện bằng không sẽ xử phạt theo luật nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của sở thiên dương mấy học viên khác của ất viện đều rụt cổ lại chỉ có tề nhạc là mặt mày thản nhiên không thèm để ý đến cười nói phủ chủ chớ có tức giận chúng ta chỉ tập trung lại đây sớm một chút để chờ thác ngọc linh mà thôi nếu như chỉ đứng đây nhìn thôi cũng sẽ quấy rầy tới tu luyện thì học viên của giáp viên đúng là yếu đuối nhạy cảm quá nghe thấy hắn trào phúng kiểu đấy học viên của giáp viện đều tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tu luyện sở thiên dương lạnh lùng liếc tề nhạc một cái thu hồi ánh mắt trầm giọng quát to với học viên của giáp viện Mấy người dương tái nghe vậy thì đều xoay người lại đi về phía thác Ngọc Linh, bất quá không khí có phần nặng nề. Tên kia đúng là đáng ghét mà. Cô Ấu Vi cũng thấp giọng nói, mọi người đang tu luyện vui vẻ, kết quả tên tề nhạc này vừa đến đã khiến mọi người mất hết cả hứng thú. Chu Nguyên nhìn tề nhạc một cái, nói một tiếng. Nửa giờ thì lâu lắm sao? Hắn vừa dứt lời thì không thèm nói nhảm với tề nhạc một câu nào nữa, trực tiếp quay người đi về phía thác Ngọc Linh nếu như kẻ đê tiện này đã muốn dùng thủ đoạn để đã kích sĩ khí của giáp viện vậy thì hắn không thể để cho kẻ này được toại nguyện hừ đúng là nói khoác không biết ngượng xem bộ dạng thế này hình như hắn muốn so bì với ngươi à liễu khê nhìn về phía bóng lưng của chu nguyên không khỏi cười mỉa rõ ràng cô ta cho rằng chu nguyên chỉ đang mạnh miệng mà thôi biểu hiện của chu nguyên trong kỳ thi hôm qua đúng là không tệ nhưng đấy là còn phải xem đối tượng so sánh là ai chứ tề nhạc bây giờ chính là học viên mạnh nhất trong đại chu phủ này rồi. Tề nhạc cũng chỉ cười một cái, nhưng nụ cười kia cũng đầy vẻ châm chọc. Ta cũng phải xem cho kỹ mới được, bất quá ta thật sự mong hắn có thể cậy mạnh một phen, vậy thì hắn mới có thể ăn thêm chút đau khổ. Những học viên khác của ất viện cũng cười nói hồ theo, bọn họ cũng không hiểu với thực lực của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như Chu Nguyên. Rốt cuộc có tư cách gì để đòi so với tề nhạc? Trong ánh mắt cười cợt của mấy kẻ bên ất viện, Chu Nguyên lại đi vào bên dưới thác Ngọc Linh lần nữa, hắn nhìn vào dòng thác đổ ầm ầm không dứt kia, chẳng chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Ầm. Thân hình chui vào bên trong dòng thác đổ, ngón chân của Chu Nguyên công lại bám chặt lấy mặt đất, cùng lúc đó, khi dòng nước dữ dội mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ầm xuống, hắn cũng nhắm chặt hai mắt, thần hồn ở mi tâm cũng chấn động một cổ hấp lực mà người thường khó có thể phát hiện lặng lẽ lan ra, nhất thời, từng tia ngọc tủy chi khí trong màn nước hội tụ lại. Nương theo lực trùng kích cực mạnh của dòng nước, đổ ập lên người của Chu Nguyên. Tụ Nguyên văn sau lưng hắn liên tục hút từng tia ngọc tủy chi khí kia vào trong cơ thể. Từng tia khí lưu mát lạnh chảy dọc trong thân thể của Chu Nguyên, nơi nó lướt qua thì cơn đau đớn kịch liệt do dòng nước mang đến cũng bắt đầu được giảm bớt đi rất nhiều thân hình của Chu Nguyên vốn còn đang lắc lư, lúc này cũng trở nên ổn định hơn, mặc kệ thác nước rút xuống mạnh cỡ nào, hắn đều vững vàng như bàn thạch. Cùng lúc đó, từng tia ngọc tủy chi khí thấm vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng trùng kích đệ tam mạch, khiến cho đệ tam mạch càng lúc càng thả lỏng hơn. Bùng! Bùng! Liên tục có học viên bị đánh rơi vào bên trong hồ nước, có lẽ vì sĩ khí bị giảm, cho nên biểu hiện của một số học viên lúc này còn kém hơn khi nãy một chút, thời gian trụ được cũng bị rút ngắn dần. Sở Thiên Dương đứng bên bờ hồ thấy cảnh này thì mặt mày cũng đen sì. Còn đám người tề nhạc và liễu khê của ất viện thấy thế thì càng ra sức cười nhạo. Bùng! Tô Ấu Vi cũng rơi xuống, nhưng lúc này cô đã có thể kiên trì được 20 phút, điều này cũng khiến cho những học viên khác của giáp viện phải giật mình cảm thán đã sắp đuổi kịp Dương Tái và Tống Thu Thủy luôn rồi. Biểu hiện của Tô Ấu Vi cũng khiến cho sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên dễ coi hơn một chút. Ngay sau Tô Ấu Vi chính là Dương Tái và Tống Thu Thủy, bọn họ rơi vào trong hồ, đều thầm thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ vẫn không thể trụ được đến 30 phút. Mọi người im lặng leo lên bờ, không khí có phần nặng nề, Tô Ấu Vi đột nhiên giật mình hỏi: "Chu Nguyên vẫn còn ở đó à?" Mọi người nghe thấy vậy thì mới giật mình sực nhớ ra, vội xoay người nhìn về phía thác Ngọc Linh, quả nhiên nhìn thấy vẫn còn một bóng người ở đó. Chu Nguyên đã sắp trụ được 30 phút rồi sao? Tống Thu Thủy giơ tay che kín miệng, giật mình bật thốt. Dương Tái gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ không dám tin. Chỉ có Tô Ấu Vi là khẽ cao mày, trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ Chu Nguyên cố chống đỡ, vậy thì sẽ khiến thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc khai mạch thú vị lắm. Tề Nhạc nhìn thấy cảnh này thì bật cười, hắn nhìn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong thác nước kia, sâu bên trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường, theo như hắn thấy thì việc Chu Nguyên làm chẳng khác nào cắn răng chống đỡ giữ thể diện. Kiểu gì cũng sẽ khiến thân thể bị thương. Ta muốn xem xem hắn có thể giả vờ được bao lâu. Liễu Khê cũng cười lạnh một cái, nhìn qua có phần hả hê. Vậy nên ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về thân ảnh bên trong thác nước đó, mấy người tô ấu vi thậm chí còn không có lòng dạ nào để mà leo lên tu luyện tiếp, chỉ đứng ngoãn tại chỗ nhìn chầm chầm vào Chu Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 30 phút. 40 phút. Một giờ đồng hồ sau. Khi thời gian vừa tròn một giờ đồng hồ thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều lặng im, ngay cả đám người tề nhạc và liễu khê cũng nhíu mày lại loáng thoáng thấy có phần bất an đám học viên khác của ức viện cũng đưa mặt nhìn nhau một giờ đồng hồ trong ức viện của bọn họ ngoại trừ tề nhạc ra thì không ai có thể làm được như thế phải biết rằng tề nhạc bây giờ đã mở được sáu mạch rồi còn chu nguyên chỉ mới có hai mạch không phải là tên đó bị gì rồi đấy chứ liễu khê nghiến răng nhìn không được bèn hỏi bùng ngay lúc cô ta vừa mới nói xong thì bên trong thác nước đột nhiên truyền đến tiếng vang chỉ thấy thân thể của chu nguyên rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống trong hồ nước chu nguyên ngoi lên khỏi mặt nước bất quá lúc này hắn vẫn nhắm chặt hai mắt liễu khê nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh nói xem ra là bị thương không nhẹ rồi cô ta vừa mới cười lạnh xong thì chu nguyên đột nhiên mở to hai mắt sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có một cổ nguyên khí quan lưu đang bao vây toàn thân của hắn, tạo thành từng dòng nước xoáy bên trong hồ nước. Còn hắn thì tóc bay phấp phới, trong cơ thể loáng thoáng phát ra tiếng vang rền, từng đạo nguyên khí thiên địa ùa vào bên trong cơ thể hắn không ngừng, khiến cho khí thế của hắn lúc này đột nhiên được phóng đại lên rất nhiều. Đây là Tề Nhạc và Liễu Khê thấy thế thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao có thể chứ? Mấy người tô ấu vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy thấy thế thì cũng hít sâu một hơi. Sở Thiên Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt sáng rỡ, nhìn chầm chầm vào Chu Nguyên, nói ra từng chữ một. Cư nhiên. Cư nhiên mở được đệ tam mạch rồi. Chương 31, Lập Uy. Trong hồ nước, nguyên khí quanh thân của Chu Nguyên bắt đầu khởi động, từng đạo quang lưu giống như di chuyển ngoài da, tạo thành từng con sóng vô hình lan ra chung quanh, trực tiếp khiến nước trong hồ tách ra bên cạnh bờ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào thân ảnh của hắn bởi vì bọn họ đều vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này đây chính là cảnh tượng xuất hiện mỗi khi khai mạch mở được ba mạch rồi sao có thể chứ gương mặt liễu khê hết trắng rồi lại xanh mét khi lại nóng rang lên lúc trước cô ta còn đang mỉa mai rằng chu nguyên mạnh miệng kết quả không ngờ hắn chẳng những không bị thương mà còn có thể đã thông được đệ tam mạch ngay tại chỗ ánh mắt của tề nhạc lúc này cũng trở nên âm trầm siết chặt bàn tay ánh mắt nhìn chằm chằm vào chu nguyên lạnh lẽo như một con độc xà trong lòng bắt đầu bốc lên lửa giận hắn cũng không ngờ kết quả lại biến thành thế này hơn nữa điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu nhất chính là tố chất thân thể của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như chu nguyên sao có thể trụ vững được bên trong thác ngọc linh suốt một giờ như thế tại sao kẻ này có thể làm được như thế những học viên khác của ất viện cũng đưa mặt nhìn nhau không ai dám hó hé lời nào, rõ ràng bọn họ đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Trong hồ nước, đôi mắt đang khép chặt của Chu Nguyên dần dần mở ra, tinh quang lóe lên trong mắt, hắn cúi đầu nhìn qua nguyên khí quang lưu đang quấn quanh trên người mình, tiếp tục cảm thụ đệ tam mạch đã được đã thông hoàn toàn bên trong cơ thể mình. Trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác kinh hỉ khó mà dằn xuống nổi. Hắn cũng không ngờ hắn lại có thể trực tiếp đã thông được đệ tam mạch vào lúc này theo như hắn vẫn nghĩ thì ít nhất còn phải tu luyện thêm mấy ngày nữa nhưng dường như hắn có phần xem thường ngọc tủy chi khí bên trong thác ngọc linh này sau khi hấp thụ một lượng ngọc tủy chi khí cực lớn thì hắn đã có thể đã thông được đệ tam mạch ngay trong hôm nay dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ta hấp thu ngọc tủy chi khí cho nên hiệu quả mới tốt được như thế sau này hấp thu quen rồi thì sẽ không thể nào đạt được hiệu quả cỡ này nữa trong mắt của chu nguyên lộ ra vẻ kinh hỉ tự nhủ thầm trong bụng dù là thế, nhưng có thể đã thông được đệ tam mạch thế này vẫn khiến cho Chu Nguyên vô cùng vui mừng, dù sao thì mấy ngày trước hắn vừa mới đã thông được đệ nhị mạch xong. Trong lòng thầm cười một tiếng, Chu Nguyên đạp nhẹ một cái, thân hình lao vút lên trên bờ, ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn chầm chầm, không khí im phăng phát. Bốp bốp. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, chỉ thấy cái người ngày thường luôn hầm hầm không hay nói cười như sở thiên dương lúc này cũng đang mỉm cười ôn hòa. Ánh mắt của hắn nhìn sáng ngời nhìn về phía Chu Nguyên, hai tay vỗ thật mạnh. Mấy người tô ấu vi, dương tái và tống thu thủy cũng giật mình lấy lại tinh thần, lúc này đều ra sức vỗ tay thật mạnh, mặt mày hưng phấn quá đổi. Lúc trước bọn họ còn bị thời gian của tên tề nhạc kia chấn nhiếp, khiến sĩ khí xuống thấp, nào ngờ chỉ nhoáng một cái thì kỷ lục của tên tề nhạc kia đã bị Chu Nguyên phá vỡ, hơn nữa còn bỏ hắn xa lắc xa lơ. Dùng thân thể chỉ mới mở được hai mạch, trụ được những một tiếng đồng hồ trong thác ngọc linh, đây là chuyện chưa bao giờ có trong Đại Chu phủ. Tiếng vỗ tay vang rền của mọi người khiến Chu Nguyên ngẩn ra một lúc. Sau đó mỉm cười với mọi người, tiếp theo hắn lại ngẩng đầu, chuyển tầm mắt về tên tề nhạc lẫn đám học viên ất viện kia thấy Chu Nguyên nhìn sang thì đám người của ức viện đều co rụt cổ lại, mặt mày nóng rang, dù sao thì ban nãy bọn họ còn đang chế nhạo mỉa mai người ta, nhưng nào ngờ mới chớp mắt một cái thì sự mỉa mai của bọn họ lại bay ngược về phía bản thân. Gương mặt của Liễu Khê tái mét, vô cùng khó coi, nhưng không nói ra được một lời, chỉ có thể hậm hực cắn chặt hàm răng. Chỉ có tề nhạc là mặt mày âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, nghiến răng nói. Tốt, tốt lắm, điện hạ đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Nếu muốn xem thì ngoan ngoãn đứng một bên mà xem, đừng có lắm lời nữa, giáp viện chúng ta không mượn. Chu Nguyên liếc nhìn tề nhạc một cái, cười nhạt nói. Khóe môi của tề nhạc trung mạnh, bất quá sau cùng hắn hít sâu một hơi vào để dằn cơn giận trong lòng xuống, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên lúc này lại càng âm trầm hơn nữa. Mọi người tiếp tục đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Chu Nguyên thấy thế thì cũng lười không muốn để ý tới hắn thêm nữa, quay lại cười nói với mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy. Ba canh giờ, tức là sáu giờ đồng hồ, hiện tại đã sắp hết một nửa rồi. Được. Nghe Chu Nguyên nói thế, tất cả học viên của giáp viện đều đồng thanh đáp lời. Sĩ khí nháy mắt đã tăng vọt, hơn nữa ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Chu Nguyên cũng trở nên khác hẳn khi nãy trước kia bọn họ vẫn giữ chút thái độ của học viên cũ đối xử với học viên mới nhưng việc chu nguyên làm được khi nãy không chỉ chấn nhiếp được đám người tề nhạc mà cả bọn họ cũng thế bây giờ bọn họ đều có thêm một phần kính để chu nguyên sở thiên dương đứng ở bên cạnh thấy học viên giáp viên đều khôi phục sĩ khí hăng hái bừng bừng như thế thì cũng thầm thở vào nhẹ nhõm ánh mắt nhìn chu nguyên cũng càng thêm hài lòng trong vòng một năm nay tề nhạc cơ hồ đã trở thành hòn đá đè nặng trong lòng tất cả học viên của giáp viện là bóng tối khiến bọn họ không thể nào thắng được nhưng việc chu nguyên làm nên hôm nay lại khiến cho mọi người thấy rõ không phải không thể nào thắng được tề nhạc sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân chẳng qua lúc trước tề nhạc không hề thất bại là vì người có thể đánh bại hắn vẫn chưa xuất hiện mà thôi nhưng bây giờ có lẽ người nọ rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi nhìn về phía chu nguyên sở thiên dương chợt nghĩ như thế. Bên dưới thác Ngọc Linh, những học viên giáp viện đã khôi phục sĩ khí lại bắt đầu tu luyện lần nữa, thác nước đổ xuống ầm ầm, từng đạo thân ảnh đứng thẳng ở bên dưới, dường như cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian còn lại, Chu Nguyên vẫn giữ nguyên thời gian chừng một giờ đồng hồ như cũ, điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc liếu lưỡi, không biết vì sao hắn có thể làm được như thế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là dù chu nguyên đã trụ được một giờ đồng hồ nhưng vẫn nhảy nhót bình thường như cũ trên người cũng không có bao nhiêu vết bầm xanh hết bộ dạng như thể lực trùng kích của thác nước không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đến cho hắn vậy nên ánh mắt của mọi người nhìn về phía chu nguyên lại càng thêm kính sợ ba canh giờ tu luyện nhanh chóng kết thúc sau đó toàn bộ học viên của giáp viện dưới sự dẫn dắt của chu nguyên hiên ngang rời đi trong ánh nhìn của mấy kẻ bên ất viện nhìn vào thân ảnh bọn họ rời đi, đám học viên ức viện đều im thinh thiết. Đắc ý cái gì chứ, không phải là chịu được lâu hơn một chút thôi à. Hắn cho là mở được ba mạch thì có thể lên trời chắc. Liễu Khê thì giận tới mức nghiến răng nghiến lợi nói. Tề nhạc, đừng để cho hắn tiếp tục kiêu ngạo như thế nữa. Tề nhạc mặt mày lạnh tanh, thản nhiên nói. Gấp cái gì chứ? Hắn quay đầu lại nhìn về phía thác ngọc linh khổng lồ kia, trong mắt lóe lên vẻ âm lãnh, sau một lúc, hắn cười lạnh nói. Xem ra thác ngọc linh này có tác dụng không nhỏ đối với hắn. Hắn nhìn về phía liễu khê, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngươi có cảm thấy là giáp viện dành được 3 giờ tu luyện ở thác ngọc linh này có hơi lâu hay không? Liễu khê nghe thấy thế thì hai mắt sáng ngời, nói. Ý của ngươi là. Tề nhạc cười cười, vẻ âm trầm trên mặt lập tức biến mất lúc trước ta đã nghe từ viện trưởng nói thời gian phân chia thác ngọc linh này không công bằng, những viện khác cũng khá bất mãn với việc này. Nếu như giáp viện vẫn có thể ngạo thì các viện như trước, thì sẽ chẳng có ai ý kiến được gì với loại đãi ngộ mà bọn họ được hưởng thụ, nhưng giáp viện bây giờ còn tư cách này sao? Bị ất viện chúng ta áp chế liên tục suốt 2 năm, bọn họ còn mặt mũi nào cho rằng bản thân mình đứng đầu các viện nữa? Tề nhạc nhìn về phía mấy người chu Nguyên rời đi, hàng quan trong mắt càng lúc càng dữ dội. Nụ cười trên môi cũng đầy vẻ mỉa mai. Cho nên ta cảm thấy, vấn đề phân chia thác ngọc linh này đúng là phải sửa lại rồi. Chương 32, Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn Dường như ti giang ở trong đại chu phủ trôi qua đặc biệt nhanh, nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Chu Nguyên cũng dần dần làm quen với cuộc sống tu luyện của giáp viện, Bất quá điều khiến cho hắn có phần tiếc nuối chính là sau khi đã thông đệ tam mạch xong thì hiệu quả của Thác Ngọc Linh đối với hắn đã không còn mạnh mẽ được như trước nữa. Nhưng nhờ vào việc hấp thu ngọc tủy chi khí, đệ tứ mạch trong cơ thể Chu Nguyên cũng đã được phá vỡ phần nào. Muốn đã thông được triệt để cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sáng sớm ngày hôm nay, Chu Nguyên dùng bữa sáng xong, vừa mới bước ra khỏi nội điện thì nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bên trong hoa uyển cách đó không xa, lúc này mới khẽ giật mình một cái hôm nay thác ngọc linh trong đại chu phủ lại mở ra chẳng qua hiện tại tác dụng của thác ngọc linh đối với chu nguyên đã giảm xuống rồi hẳn là do thân thể của hắn đã quen dần với ngọc tủy chi khí cho nên chu nguyên muốn gia tăng hiệu quả lên thì phải nghĩ vài cách khác mới được mỗi lần tiến vào thác ngọc linh đều phải minh khắc tụ nguyên văn đây là nguyên văn nhất phẩm tạo nghệ nguyên văn của yêu yêu tỷ rất cao đã vượt xa giảng sư của đại chu phủ không biết tỷ ấy có biết được tụ nguyên văn nhất phẩm nào có hiệu quả tốt hơn không nếu như có thì có thể đề thăng hiệu suất hấp thu ngọc tủy chi khí của ta lên một bậc nghĩ vậy hai mắt của chu nguyên sáng lên vội rảo bước thật nhanh đi vào thạch đình trong hoa uyển bên trong thạch đình yêu yêu tay cầm bút nguyên văn đầu bút lướt nhẹ trên họa quyển đặt trên bàn trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ lúc này vô cùng chuyên chú những lúc cô chăm chú thì lại phát ra một loại mị lực khác hẳn Chu Nguyên lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh yêu yêu, ánh mắt nhìn về phía họa quyển kia, chỉ thấy ở trên họa quyển kia dường như là một bức tranh núi non, sơn mạch chập trùng, giống như tìm long uống mình, sông lớn uyển chuyển, sóng nước lăn tăng. Chu Nguyên nhìn vào bức tranh hùng hồn này, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, trong mắt thậm chí còn có chút hoảng sợ, bởi vì hắn loáng thoáng phát hiện ở bên trong bức tranh này cư nhiên ẩn giấu vô số đạo nguyên ngân. Toàn bộ bức tranh này rõ ràng ẩn giấu một đạo nguyên vân cao thâm tất nhiên, phẩm cấp của đạo nguyên văn này không thể nào thấp đi đâu được. Ít nhất thì trong cảm nhận của Chu Nguyên khi nhìn vào nó lúc này thì đạo nguyên văn kia có ẩn chứa một loại cảm giác lạnh lẽo như băng hàng, giống như đang đối diện với một thứ gì đó vô cùng khủng bố, có một làn sóng kinh người chậm rãi phát ra từ bên trong họa quyển. Đạo nguyên văn này e là cũng phải đạt tới tam phẩm rồi. Chu Nguyên sợ hãi nói thầm trong lòng. Nguyên văn tam phẩm, cho dù là cường giả thiên quan cảnh sợ là cũng không dám xem thường. Hơn nữa, điều khiến cho Chu Nguyên khiếp sợ nhất chính là yêu yêu cư nhiên có thể kết hợp nguyên văn và tranh sơn thủy, chỉ riêng điều này cũng đủ để thấy tạo nghệ nguyên văn của cô tinh thâm đến cỡ nào. Trong lúc Chu Nguyên đang đắm chìm vào bên trong bức tranh sơn thủy nguyên văn này, một bàn tay nhỏ bé tựa như bạch ngọc đột nhiên dơ lên trước mặt, khiến hắn giật mình. Tạo nghệ nguyên văn của ngươi hôm nay chưa đạt đến trình độ này, nếu như quan sát quá sâu thì sẽ khiến thần hồn bị tổn thương. Thanh âm êm dịu của Yêu Yêu truyền vào trong tai của hắn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì chợt phát hiện đúng là đầu óc có phần choáng váng, vội vàng quay mặt nhìn sang chỗ khác, sau đó khen. Tạo nghệ nguyên văn của Yêu Yêu tỷ quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu, trong mắt đầy vẻ tò mò. Không biết hiện tại Yêu Yêu tỷ có thể minh khắc ra được nguyên văn mấy phẩm. Bình thường mà nói nguyên văn tam phẩm là có thể sánh với cường giả thiên quan cảnh nếu như là tứ phẩm thì ngay cả phụ vương chu kình như chu nguyên cũng phải kiên kỵ vài phần bất quá đáng tiếc chính là người có tạo nghệ nguyên văn cao nhất ở đại chu mà chu nguyên biết không ai có thể khắc họa ra được nguyên văn tứ phẩm cả yêu yêu khẽ cuốn họa quyển trước mặt lại thản nhiên nói tạm thời chỉ có thể khắc họa ra được nguyên văn tam phẩm bất quá nếu như chuẩn bị đầy đủ thì chưa chắc là không thể thử loại tứ phẩm cơ mặt của chu nguyên nhịn không được co rút vài cái nguyên văn tam phẩm đã có uy lực đủ để sánh với cường giả thiên quan cảnh rồi nói cách khác đừng có thấy yêu yêu không thể nào vận dụng linh lực bộ dạng lại yếu đuối một khi thật sự muốn động thủ thì dựa vào sức mạnh nguyên văn của cô dù là cường giả thiên quan cảnh cũng không làm gì được cô sư phụ còn bảo ta phải bảo vệ yêu yêu tỷ bây giờ rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ chu nguyên nhịn không được mà thầm cười khổ Giống như biết được Chu Nguyên đang nghĩ gì trong lòng, Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hắc gia gia cũng không trông cậy vào ngươi của bây giờ. Thứ ông xem chính là ngươi của tương lai." Trong lòng Chu Nguyên rung lên. Nghĩ tới cảnh tượng ngày đó Thương Nguyên đưa hắn và Yêu Yêu đi, Thương Nguyên lúc đó rõ ràng có phần nóng vội, giống như sắp có nguy cơ ngay cả ông cũng không thể nào nắm chắc sắp sửa giáng xuống vậy. "Yêu Yêu tỷ, ngươi có biết lai lịch của sư phụ hay không?" Chu Nguyên hỏi thử. Thực lực của Thương Uyên thâm sâu khó dò, nguy hiểm mà ngay cả ông cũng không nắm chắc được, tất nhiên là phải vô cùng đáng sợ, cho nên Chu Nguyên cũng muốn biết thêm đôi chút, để còn tiện bề chuẩn bị. Yêu yêu nghe vậy thì trong mắt cũng xuất hiện chút mờ mịt. Cô lấy ra một khối ngọc bội có phần cổ xưa trong ngực áo ra, bên trên ngọc bội có khắc một đóa hoa sen bảy màu, trông vô cùng sống động. Cô vuốt ve khối ngọc bội kia, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Hắc Gia Gia chưa bao giờ nói với ta. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, Thương Uyên và Yêu Yêu đều vô cùng thần bí, khiến cho hắn không cách nào tìm hiểu được. Nhìn thấy tâm trạng của Yêu Yêu có phần xa sút Chu Nguyên cũng không dám hỏi thêm nữa, vội chuyển chủ đề. Yêu Yêu tỷ, ngươi có biết tụ Nguyên Văn không? Tụ Nguyên Văn là Nguyên Văn nhất phẩm bình thường, có gì mà không biết? Yêu Yêu nói. Vậy có tụ nguyên văn nào có hiệu quả tốt nhất nằm trong khả năng thừa nhận của ta không? Hai mắt của Chu Nguyên sáng ngời, nhìn chầm chầm yêu yêu. Bởi vì nguyên văn không thể khắc họa bậy bạ, giống như tố chất thân thể cỡ như Chu Nguyên, nếu như khắc họa một đạo nguyên văn tam phẩm lên người hắn thì cho dù có thôi động được đi chăng nữa cũng sẽ khiến thân thể bị thương nặng. Yêu yêu nghe thấy vậy thì im lặng suy tư một lúc, sau đó tiện tay phát họa một đạo nguyên văn trên không trung, nói đây là tụ nguyên văn mà ngươi đã dùng trước kia. Chu Nguyên gật đầu, đạo nguyên văn do yêu yêu phát họa ra đúng là tụ nguyên văn bình thường nhất. Cũng chính là loại mà giảng sư của Đại Chu Phủ đã khắc họa lên người bọn họ. Yêu yêu cầm bút nguyên văn thanh ngọc, giơ đuôi bút chống cầm, ngẫm nghĩ rồi nói. Tụ nguyên văn phân ra rất nhiều loại, ta đương nhiên biết loại có hiệu quả tốt hơn cái này. Chu Nguyên lập tức hưng phấn, nhìn yêu yêu với vẻ trong mong. Vậy có thể khắc họa giúp ta hay không?" Nhìn thấy Chu Nguyên như thế, Chu Nguyên giơ tay ôm má, lộ ra vẻ trầm tư. Chu Nguyên thấy thế thì lập tức hiểu ra, vội lấy một cái bình ngọc trong tay áo ra, nói: "Triệu Bách Hoa, ta phải vất vả lắm mới tìm được nó đấy." Yêu Yêu nhận lấy bình ngọc, khẽ ngửi một hơi, lúc này mới thỏa mãn cười tươi, Ngọc Thủ xoay tròn bút nguyên văn thanh ngọc, nói: "Cởi áo ra đi." Chu Nguyên cởi áo ra không chút do dự, trải qua khoảng thời gian rèn luyện gần đây, thân thể của hắn cũng rắn rỏi hơn nhiều, cũng có có chút cơ bắp rồi. Đạo nguyên văn này của ta tên là Băng Hỏa tụ nguyên văn, cũng vào hàng đứng đầu trong số tụ nguyên văn nhất phẩm, bất quá phải chịu một chút đau đớn. Yêu Yêu thản nhiên nói. Không sao hết, cứ làm đi. Chu Nguyên nói thẳng. Yêu Yêu gật đầu, cũng không dây dưa nữa, ngòi bút của bút nguyên văn lóe lên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó hạ xuống trên lưng Chu Nguyên, nương theo ngòi bút chuyển động, từng đạo Nguyên Ngân cũng dần dần hiện ra. Theo vô số đạo Nguyên Ngân xuất hiện su xu lưng Chu Nguyên, Chu Nguyên cũng dần dần cảm giác được sau lưng của hắn giống như vừa lạnh lẽo lại vừa nóng cháy, vậy nên thân thể của hắn bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Hí! Chu Nguyên hít sâu một hơi, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên thế này rõ ràng không dễ chịu chút nào. Được rồi! chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà yêu yêu đã thu tay lại ngòi bút vẫy lên chỉ thấy trên lưng của chu nguyên lúc này xuất hiện một đạo nguyên văn phức tạp do vô số đạo nguyên ngân tạo thành trên đạo nguyên văn kia giống như có thể thấy băng hỏa lưu chuyển vô cùng kỳ lạ theo đạo nguyên văn kia hình thành chu nguyên quả thật cảm giác được nguyên khí trong thiên địa ở xung quanh bắt đầu hội tụ lại về phía hắn hiệu quả thế này mạnh hơn hẳn so với tụ nguyên văn bình thường quả nhiên rất lợi hại trong mắt Chu Nguyên lóe lên dị sắc, hiệu quả của đạo băng hỏa tụ nguyên văn này mạnh hơn gấp mấy lần so với tụ nguyên văn bình thường. Có đạo băng hỏa tụ nguyên văn này thì lần này đến thác Ngọc Linh, số lượng ngọc tủy chi khí ta có thể hấp thu được cũng sẽ nhiều hơn. Chu Nguyên cảm thấy hưng phấn, dù sao thì giáp viên bọn họ chỉ có 3 canh giờ tu luyện ở thác Ngọc Linh, hắn không thể ăn gian được về mặt thời gian thì cũng chỉ có thể cố gắng khiến cho bản thân mình hấp thu được nhiều ngọc tủy chi khí hơn trong vòng 3 canh giờ này. Đáng tiếc, ba canh giờ vẫn ngắn quá, nếu như có thể lâu hơn một chút thì thời gian ta có thể đã thông đệ tứ mạch cũng sẽ được rút ngắn rồi. Chu Nguyên nói với vẻ tiếc hận. Hiệu quả của băng hỏa tụ nguyên văn này thật không tệ chút nào, nếu như có thể cho tô ấu vi một đạo luôn thì chắc là cô ấy cũng có thể nhanh chóng đã thông được đệ ngũ mạch rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Chu Nguyên cũng rụt rịch, thiên phú tu luyện của tô ấu vi rất cao, hắn đương nhiên cũng không muốn để cô bị ảnh hưởng yêu yêu tỷ à. Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu, nói. Có thể khắc thêm cho một người bạn khác của ta một đạo băng hỏa tụ nguyên văn này được không? Yêu yêu nghe thấy thế thì lập tức nhíu mà, nói thẳng. Đừng có mơ. Cô thích sạch sẽ, nếu như không phải vì ở cùng với Chu Nguyên đã lâu thì cô cũng sẽ không khắc họa nguyên văn cho hắn. Chu Nguyên vội nói. Đó là một nữ hài nghe thấy là nữ hài thì sắc mặt của yêu yêu mới dịu đi một chút yêu yêu tỉ suốt ngày chỉ ở trong vương cung thế này cũng buồn lắm nhỉ đúng lúc có thể đến đại chu phủ cùng ta dạo chơi giải sầu đấy chu nguyên tranh thủ bồi thêm yêu yêu do dự một lúc cô ở trong vương cung này cũng hơn một tháng rồi quả thật có chút nhàm chán vậy thì được thế thì ta sẽ di theo ngươi bất quá ta chỉ giúp một người thôi đấy yêu yêu gật đầu bất quá vẫn phải nói trước cho chắc lỡ như đến lúc đó chu nguyên lại lôi ra bảy tám cô gái thì cô sẽ phát điên mất chu nguyên vội gật đầu trong lòng thở vào nhẹ nhõm giúp một người là đủ rồi hắn cũng chỉ muốn giúp cô ấu vi mà thôi những người khác thì chờ sau này hắn học được đạo băng hỏa tụ nguyên văn này xong nếu như quan hệ tốt thì có thể cân nhắc giúp đỡ một phen